Xin chào anh em nhé, hôm nay tôi lại mới về cho anh em một cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao máy dầu số sàn, sản xuất năm 2017 nhưng nó có giá chỉ tương đương với lại dòng xe Toyota Fortuner máy dầu số sàn 2010-2011. Vậy thì làm thế nào để có sự chênh lệch giá một cách kinh khủng khiếp như thế? Toyota Fortuner máy dầu số sàn 2011-2012-2010 nó cũng có giá trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên thì cái dòng xe này 2017 nó cũng có giá ở cái mốc tương tự các bác nhá. Đấy, mốc tương tự. Phải nói rằng là so với lại cái dòng xe Toyota Fortuner thì cái dòng xe này cũng không có gì kém hơn. Đấy, thậm chí là có nhiều những ưu điểm hơn bởi cái kết cấu khung gầm nó khá là chắc chắn. Không gian nội thất thì nó cũng rất là rộng rãi các bác nhá. Đấy, mà động cơ thì nó cũng rất hợp lý. Động cơ dầu. Đấy, động cơ dầu luôn các bác, động cơ dầu. Đấy, 2017 các bác nhá, 2017 mà nó có giá chỉ tương đương với dòng xe Toyota Fortuner máy dầu 2010-2011 các bác ạ. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, không gian khoang nội thất thì có thể nói rằng là xe cũng đã được trang bị cái màn hình OLED này các bác nhìn này. Đấy, trang bị màn hình OLED luôn các bác nhá. Đấy, trang bị màn hình OLED, đây các bác nhìn này. Đây, động cơ rất là rộng rãi luôn. Đấy, không gian nội thất cực kỳ rộng rãi luôn. Con này thì cái giá trị hữu dụng của nó rất là tốt. Thay vì nếu mà các bác mua một cái xe Toyota Fortuner máy dầu 2017 thì nó có giá bây giờ khoảng gần 800 triệu. Tuy nhiên thì các bác có thể thấy cái dòng xe này thì nó có giá rẻ hơn so với lại dòng xe đó khoảng tầm 250 triệu đến 300 triệu đồng, 250 triệu đồng các bác nhá. Đấy, đây, hệ thống đèn pha này, đèn cốt này, đèn gầm này được trang bị đầy đủ hết rồi. Hệ thống mâm xe này. Đấy, xe thì phải nói rằng là đây là dòng xe Pajero Sport các bác nhá. Pajero Sport, một cái dòng xe bây giờ cửa tiền rất là rẻ luôn các bác ạ. Rất là rẻ, và đặc biệt hơn nữa thì cái dòng xe này thì các bác có thể hỗ trợ và trả góp lên đến 70%, thì cần khoảng đâu đó khoảng hơn 100 triệu. Đến khoảng tầm 150 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Với cái lãi suất là 0,88% một tháng. So với lại dòng xe Toyota Fortuner máy dầu thì các bác có thể tiết kiệm được rất là nhiều tiền, nói thật với các bác là tiết kiệm cỡ khoảng tầm 250 triệu đến 300 triệu đồng so với việc các bạn mua xe mới. Bác nào đang quan tâm thì có thể qua 26 Cầu Diễn để có thể trải nghiệm những dòng xe này các bác nhé. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và hẹn gặp lại các bác tại 26 đường Cầu Diễn.